Tiếp tục thì chúng ta đến với bạn Hoàng Văn Nhật ha. Nhật có hỏi rằng là chào anh, hiện tại em đang lớp 11 và đã có kiến thức về HTML5, CSS3, Bootstrap, Java, ES6 và học xong khóa Vue.js ở Genven. À, hết cấp 3 em có định hướng xin đi thực tập trong em ở các C3 là cái gì anh không rõ ha. Nhưng lúc đó em vẫn chưa đủ 18, còn thiếu 3 tháng nữa. À, thì người ta có nhận không anh nhỉ? Và với những kiến thức đó thì có xin được vị trí intern hay là fresher không ạ? À? Mong anh trả lời. Thì cái này anh cũng đã từng đề cập một lần rồi. À, khi mà mấy đứa cái tuổi mà còn nhỏ quá thì cũng hơi khó để cho những công ty họ tuyển dụng vào. À, và lúc này khi mà họ tuyển dụng thì họ cũng không có quan tâm là mình có kiến thức gì đâu. Mấy đứa đưa cái kiến thức như thế này không có thể hiện gì được nhiều đối với nhà tuyển dụng đâu. À, mà mấy đứa phải quan trọng là gì, mấy đứa đưa sản phẩm của mấy đứa ra, à, mấy đứa làm được cái gì rồi, chứ không phải là mấy đứa học cái gì. À, chứ bây giờ nói như mình liệt kê ra thì tại vì anh nói mình liệt kê cái gì chả được. À, rất nhiều bạn học xong đại học, tốt nghiệp đại học vẫn thất nghiệp đó thôi, bởi vì các bạn học trong môi trường đại học nhưng mà không có sản phẩm thực tế. À, trong trường hợp ví dụ như câu hỏi của em cũng vậy, em đưa ra khá là nhiều những cái thứ mà em biết, nhưng mà quan trọng là gì? À, quan trọng là cái sản phẩm của mình đâu, mình đã có năng lực như thế nào thì chưa thể hiện được. Ai ghi thế này ai ghi cũng được, ví dụ như anh ghi là anh biết HTML5, CSS3, anh biết ở cái trình độ là 10 điểm đi đó, đâu có ai đánh giá được mình có đúng khai đúng như vậy hay không. Quan trọng là mình phải có sản phẩm ra, à, để demo cho người ta. À, còn cái vấn đề của em á, ví dụ như về tuyển để thực tập hay gì đó thì anh nghĩ là à, những công ty khi mà họ tuyển thì họ ví dụ như em đủ tuổi lao động rồi thì họ có thể họ tuyển em thôi chứ không có vấn đề ha. Do đó thì cứ tham khảo lại. À, nếu mà muốn xác định xong cấp 3 đi thực tập đi xin việc thì trau chuốt lại cái CV của mình một tí. À, cứ lên trên kênh YouTube của anh ha, anh có khá là nhiều cái video hướng dẫn về cách viết CV, à, cách chuẩn bị đi làm thì cần trang bị những cái gì, phải chuẩn bị những cái sản phẩm thực tế ra sao thì anh đều có nói hết rồi. À, cố gắng tập trung vào cái phần đó. À, chứ mình nói khê khê là không có thuyết phục được người ta ha. Rồi sau đó trước mắt là cái CV của mình, cái đầu vào của mình thuyết phục người ta cái đã, sau đó đi phỏng vấn đồ này nọ thì mình mới thể hiện thêm cái năng lực của mình lúc phỏng vấn. Rồi một số phần anh chia sẻ với Nhật em ha, nói chung là cứ cảm thấy đủ tuổi lao động, pháp luật cho phép thì cứ đi xin, à, thử việc rồi cứ học hỏi thêm, không có vấn đề gì hết. Rồi ok. À, tiếp tục với bạn là Tùng Nguyễn. Em chào anh, cho em hỏi là em nghỉ đại học 7 tháng rồi, không biết giờ em có nên đi học nữa không ạ? À? Tại em thấy học toàn những thứ không liên quan đến ngành. À, em cảm ơn. Thì thực sự với những cái câu hỏi này rất là khó cho anh trả lời, bởi vì anh trả lời nó sẽ quyết định đến tương lai của mấy đứa nữa ha. Vấn đề này thì cũng có khá là nhiều bạn hỏi anh rồi, em cứ search tìm anh cái chữ đại học, rồi search tìm anh chữ đại học ha. Thì đây đây em thấy em cũng có khá là nhiều bạn đã từng hỏi anh cái vấn đề này. À, do đó thì em đầu tiên á, là em xem hết giùm anh những cái video này, à, để em thấy được cái sự na ná, à, na ná cái vấn đề của họ với của mình. Tại vì thông qua những cái câu hỏi đó thì anh đã chia sẻ rồi, à, em có thể tham khảo thêm. Cái vấn đề mà mình nên học hay là mình nghĩ nó quyết định nhiều thứ lắm. À, bởi cái đam mê rồi bởi cái chi phí mình có tiếp tục lo nổi hay không. À, nó vô vàn thứ ảnh hưởng đến mình. À, và mình cũng không có biết được là ngay tại thời điểm hiện tại, ví dụ như mình nói cái bằng đại học nó không cần thiết, nhưng mà không có ai chắc cho mình biết là 2 3 năm nữa hay là tương lai, à, nó sẽ như thế nào, à, hoặc là mình có vào cơ quan nhà nước để mình làm việc hay không. Đó, nó có rất là nhiều thứ ảnh hưởng đến mình. À, do đó thì phải tham khảo kỹ, phải suy nghĩ kỹ. Một cái vấn đề là mình nghĩ rất là dễ, bây giờ mình bỏ ngang mình không học nữa rất là dễ, nhưng mà sau này khi mà mình đã lỡ đi làm được rồi ha, mình có nhu cầu học lại sẽ rất là khó. Khi mà em đã đi làm rồi thì em học cái gì nó cũng khó hết ha. Hay là học ngoại ngữ cũng khó nữa, đừng nói chi à, quay lại đại học rồi học những môn, ví dụ như học những môn lý thuyết nhàm chán ở đại học vô cùng khó. À, lúc mà đi làm rồi cơm áo gạo tiền rồi bạn bè gia đình yêu đương các thứ nữa, nó ảnh hưởng mình nhiều thứ lắm. Còn nếu mà mình đã có cái chớn mình học rồi đó thì mình học sẽ dễ dàng hơn. Và nếu như ở đại học á, à, anh phân tích thế này, nếu như ở đại học mình thấy là học toàn những thứ không liên quan đến ngành của mình, à, thì đâu có ai bắt buộc là mình phải
chăm chăm vô đó đâu, mình có thời gian mình có thể học thêm ở trong trường, mình học đủ để đối phó, đủ để mình ra trường, đủ để mình có tấm bằng. Còn cái thời gian khác mình muốn học cái gì thì tha hồ ha. Khóa học online anh cũng có, khóa học offline cũng có, thậm chí bây giờ em không học anh em học người khác cũng được, có khá là nhiều thứ để cho mình học ha. Mình đâu có phụ thuộc vào trong môi trường đại học đâu. Ví dụ như trong môi trường đại học mình cứ duy trì nó, mình duy trì nó để đủ mình ra trường, đủ mình có tấm bằng. Còn thời gian còn lại mình mới dành thời gian mình đọc thêm những cái gì mình thích, những cái gì mình thấy nó hỗ trợ công việc cho mình ha. Cân nhắc kỹ cái vấn đề này, như anh nói nghĩ một cái rất là dễ, còn quay lại học sau khi mà đã đi làm, sau khi mà đã bỏ một thời gian rồi khó vô cùng. Do đó cần cân nhắc cho kỹ ha, ha Tùng ha. Rồi tiếp tục với bạn Chiến ha. Chiến có hỏi rằng là em chào anh cho em hỏi em làm mấy bài toán logic không được, em cảm thấy nó khó, em định theo web thì hợp cái ngành này không anh? Thì nói chung á, theo mảng web hay là mảng lập trình nói chung á, thì mình cũng cần một cái tư duy của mình nó tương đối ok. Nhưng mà không có ai giỏi tư duy thì mới vào lập trình, hoặc là gì, hoặc là không có ai tự nhiên mà nói chung cái nền của chúng ta không cần phải là dữ dằn lắm chúng ta mới theo cái mảng lập trình được, mà nó sẽ luyện cho chúng ta từng ngày. Ví dụ như chúng ta học thì cứ mỗi thời gian trôi qua thì nó sẽ tăng cái tư duy xử lý vấn đề của chúng ta lên, rồi cách giải quyết bài toán của chúng ta từ từ nó sẽ được nâng cấp lên. Cái quan trọng của em lúc này là cứ trải nghiệm thử. Ví dụ như em đi theo hướng web đúng không? Đi theo hướng web thì chắc chắn là phải đụng đến giao diện, thì cũng phải biết HTML, CSS. Cứ trải nghiệm thử với nó, coi mình theo nó có ok hay không. Chứ không phải mình nói bây giờ logic của mình yếu quá rồi mình không theo lập trình, không phải đâu ha. Cứ trải nghiệm thử. Đâu có ai bắt buộc đâu, đâu có ai cấm mình đâu, nó đâu phải là ma tí đâu mà mình không không dám thử. Cứ thử trải nghiệm với nó. Khóa học miễn phí trên YouTube có rất là nhiều, video học cũng vậy. Cứ lên học, cứ học bây giờ thử. Ví dụ tìm một thấy một cái khóa học khá là đơn giản, khá là basic rồi, áp dụng vào học ngay cho mình. Thử 1 2 tháng, 3 4 tháng coi, nếu mà bây giờ đầu tư thời gian nghiêm túc với nó rồi, mỗi ngày bỏ ra 4 5 tiếng học rồi mà vẫn thấy không vô, ok mình không hợp, mình chuyển qua cái khác. Còn lúc này nếu mà mình chưa thử gì hết, mình chỉ đứng tại chỗ, mình đứng tại chỗ mình nói đường này đông xe đường kia ít xe là không có nên, mà mình nên đi thử đến đó, thử để biết nó có phù hợp với mình hay không, thử để biết mình có tiếp thu được với nó hay không ha. Cứ thử trải nghiệm hai Chiến ha. Rồi tiếp tục với bạn Nguyễn Huy Khánh. Khánh có hỏi rằng là anh ơi, khóa Prompt Master của Genven, người chưa biết gì về lập trình học khóa đó được không anh, hay là học khóa Python trước ạ? Ok em, về cái khóa Prompt Master là nó đi từ cơ bản đến nâng cao luôn rồi, từ HTML, CSS đến Java Script rồi SQL Bootstrap này nọ, và nó đã được set up từ cơ bản đến nâng cao, từ chưa biết gì đến có thể là hoàn tất khóa học, đạt được những cái kết quả trong khóa học. Do đó nếu mà em chưa biết gì về lập trình, em tham gia khóa đó vẫn bình thường, không có vấn đề gì hết. Và khi mà em tham gia khóa đó hay là bất kỳ một khóa nào ở trên Genven á, thì cứ lưu ý là gì, đừng có nhảy cóc, đừng có nhảy bài, cứ học theo hết. Chương 1 có bài 1, trong bài 1 có video gì học hết theo thứ tự từ trên xuống dưới, là bảo đảm cái kiến thức của mình nó sẽ logic với nhau, và cái kiến thức học ở bài này nó sẽ bổ sung cho bài sau ha. Như vậy chốt lại vấn đề của em chưa biết gì về lập trình, tham gia khóa Domain Master bình thường, không có vấn đề gì hết. Rồi anh cảm ơn Khánh ha. Cảm ơn các bạn đã xem video, nhớ like và subscribe video của mình nhé.